Máy thực phẩm bên Mỹ xin kính chào quý khách. Hiện nay có rất nhiều quý khách có nhu cầu mua máy xay giò chả mini cho gia đình, nhưng để lựa chọn được mua máy xay giò chả phù hợp và chất lượng thì không có nhiều sự lựa chọn, cũng như tìm được nhà cung cấp tư vấn loại máy đúng tiêu chuẩn là khá khó. Có rất nhiều khách hàng muốn làm giò chả và đã mua máy xay thịt tại một cơ sở khác nhưng xay giò chả không thành công và đã nhờ Việt Mỹ chúng tôi tư vấn. Thực tế có rất nhiều đơn vị cung cấp tư vấn không chi tiết hoặc có thể nói rằng không có tâm, thường hay đánh đầu máy xay thịt thông thường như máy xay giò chả hai lớp có khoang làm mát. Thực tế để xay được thành phẩm giò chả có mọc dẻo với mẫu máy xay nổi trơn này rất khó để có được thành phẩm giò chả giòn dai đơn thuần. Máy chỉ xay nhuyễn thịt và khá khó để có thể tạo ra được một mẻ giò chả ngon. Tại đây Việt Mỹ chúng tôi có hai mẫu máy xay để quý khách dễ dàng so sánh, đó là máy xay giò chả chuyên nghiệp hai lớp và máy xay thịt đơn thuần, để quý khách có thể cảm nhận và đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất. Với mẫu máy xay giò chả, khác biệt lớn nhất đó chính là khoang bao đá bên ngoài. Thực tế để xay được một mẻ giò chả ngon cũng không phải là vấn đề đơn giản mà chỉ cho thịt vào xay là được, mà yếu tố quyết định ở đây là khi xay thịt phải nhuyễn, dẻo và có độ kết dính. Nếu chỉ cần xay quá thời gian hoặc thịt bị nóng thì thành phẩm giò chả sẽ bị hỏng, khô, cứng và không đạt yêu cầu. Nên tác dụng của lớp bao đá bên ngoài là tác dụng ổn định nhiệt độ, giữ cho thịt luôn mát, không bị quá nhiệt, không bị khô và mất lớp liên kết nhũ tương bởi ma sát giữa thịt và lưỡi dao trong khi xay với tốc độ cao lên đến 2900 trong vòng 1 phút. Nên lớp bao đá bên ngoài là vô cùng cần thiết. Còn đối với mẫu máy xay thịt đơn thuần này, không có bao đá hai lớp làm lạnh bên ngoài nên khi xay thịt dễ bị sinh nhiệt, thành phẩm giò chả sẽ khô và bở. Đây là yếu tố rất quan trọng mà các đơn vị bán hàng khác sẽ không tư vấn cặn kẽ cho quý khách mà luôn quảng cáo đánh đồng để bán hàng. Vì thực tế, máy xay khoang bao đá sẽ có giá thành cao hơn một chút so với mẫu máy xay nổi trơn. Nên quý khách hãy là người tiêu dùng thông thái và lựa chọn nhà cung cấp uy tín để mua được sản phẩm chất lượng cũng như dùng đúng công năng của sản phẩm và đúng nhu cầu cần thiết của quý khách. Đặc biệt, khi mua bất kỳ mẫu máy xay nào của Việt Mỹ đều được bảo hành toàn quốc 12 tháng và lỗi 1/1 trong vòng 30 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Đi kèm theo đó là nhiều quà tặng khuyến mãi hấp dẫn. Hy vọng với những chia sẻ trên, quý khách có thêm nhiều kiến thức và hiểu rõ hơn về sản phẩm, đầu tư máy móc đúng mục đích của mình. Quý khách có nhu cầu mua máy xay giò chả hay máy xay thịt, vui lòng liên hệ số hotline 0906 224 288 để được chúng tôi tư vấn tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.